Ui, con này rất là to luôn mọi người. Mình xin chào mọi người nha. Đây là vị trí tiếp theo của mình nha mọi người. Bây giờ hôm nay thì mình đi theo em của mình với hai đứa này mọi người ở đằng sau mình. Thì đặt bẫy chuột mọi người ơi. Đây là bẫy chuột mọi người ơi. Đem thử mấy cái mọi người. Đây, mình cho em của mình đem thử mấy cái mọi người. Vậy rồi. Ba rồi. 4 5 6 7 8 19. Đây. Rồi, 19 cái. Còn đây là củ sắn mọi người ơi. Mồi của chuột là củ sắn. Đây một cái. Đây là em của mình sơi, còn đây là lịch. Đây là thẻ mọi người. Thẻ thì lần đầu tiên đi quay phim với mình luôn mọi người. Còn lịch thì nhiều lần rồi đi. Bởi em mình sơi thì mọi người không biết rồi. Dạo nào cũng gõ em mình sơi đi quay với mình mọi người. Chào mọi người chơi theo dõi nha. Anh em tôi thì đi qua khu rừng này mọi người. Khu rừng này thì họ bỏ hoang rồi mọi người ơi. Họ không làm, họ không trồng khoai mi nữa mọi người. Chỗ mà em của mình đi mọi người. Đi tìm chỗ nào con chuột ở mọi người. Còn đây là cây mít mọi người. Rất là nhiều trái luôn. Có trời trải luôn mọi người. Chắc một cây này thì khoảng 50 trải luôn. Đấy mọi người, một cây đầu tiên em của mình đặt ở chỗ này mọi người. Đây là dấu chân của con chuột đi mọi người. Từ kia, từ trên kia xuống cái này. Đi bên đây luôn mọi người. Ở bên kia thì họ đang trong sắn mọi người. Rất là đẹp luôn. Rồi xong một cái đầu tiên. Tôi vào. Đi trên đường trước mọi người. Đi từ trên này xuống dưới kia luôn. Đặt ra bẫy con chuột mọi người. Cái đối này thì bữa trước thì mình có quay cho mọi người xem. Bây giờ đợt trước mọi người. Bây giờ mà đi bắt ban đêm chim cú mọi người. Nhưng mà được một con thôi. Chiều hôm nay thì đi đặt. Còn sáng ngày mai mới đi thăm được. Coi có dính được con chuột nào không. Ở dưới kia là họ đang trong sắn mọi người. Nằm gần cho mọi người xem. Yeah, hơn 10 người luôn. Chắc là tầm cỡ 2-30 người. Leo đồi này quá mệt luôn. Đây, lịch thì đi sau mọi người. Đây là phần chuột mọi người. Rất là to luôn. Mình cho lịch đi trước mọi người. Mình đi sau. Nói chung thì ở đồi này thì mình quay thì rất là đẹp luôn mọi người. Ở trên kia thì mình quay ở phía dưới làng của mình luôn mọi người. Làng của mình thì nhìn từ trên đồi này thì rất là đẹp luôn. Em của mình tìm được một cái bẫy mọi người, bẫy chuột. Không biết ai đang đặt bẫy nhưng mà họ quên rồi mọi người. Ở phía dưới kia là làng của mình mọi người. Đây mọi người, cái này thì mình gọi là tong tre mọi người. Mọi người gọi thì mình không biết. Cái tờ của mình thì khóa này thì rất mình mật thì rất là ngọt luôn. Quá ngọt, toàn là hoa mọi người ơi, quá nhiều luôn. Đây là chỗ thứ hai em mình đặt mọi người. Đặt bẫy. Đặt từ chiều hôm nay, sáng mai mới đi thăm mọi người. Coi có dính không.
hay là đặt ở đây một cái này. Đây người. Đường sắp được đi rồi. Đặt được 3 cái. Em cũng đang đào sắn mọi người ơi, hết mồi rồi. Đây là củ sắn mọi người, củ sắn ở đây thì họ bỏ rồi mọi người. Được một củ thôi. Còn sọt lại. Phải tìm con đường nào mà con mới mọi người. Con đường con chuột mà đã đi cũ rồi thì không đặt. Đặt ở đây một cái nữa mọi người. Là 4 cái rồi. Mình đi xuống từ trên kia mọi người, xuống vòng ở đây. Em của mình phát hiện được một cái bẫy nữa mọi người ơi. Tám con là mấy à? Cái này là bẫy ha, mấy đứa là mấy cái? 19 cái à? 21. 19. Với này là được tìm được hai cái là 21. 21 cái mọi người ơi. Tám con là 21 cái. Chắc là dính con chuột rồi, để mình gần mình quay vậy. Ừ, được nhận là rạch chứ. Ừ. Chắc là con chim mọi người ơi. Dính con chim. Đúng rồi. Cái bẫy này là bẫy người khác mọi người. Nó dính con chim. Để mọi người coi. Đây, toàn là lòng con chim mọi người ơi. Này để lâu ngày rồi mọi người, nên rỉ hết mọi người ơi, nên là mình đặt tỉa rất là khó luôn. Khi mình đặt xong thì mình phải che lại mọi người, cho con chuột cũng nhìn thấy luôn. Là bẫy thứ 6 mọi người ơi. Đặt ở đây. Ba đứa thì đi trước mọi người. Mình đi sau, đi theo sau. Đây toàn là cọ đang chết hết mọi người ơi. Vẽ ngay rồi. Đây là bẫy thứ 7 đó mọi người. Đây. Đây, em mình đặt ở đây mọi người. Bầu trời thì đang chuẩn bị lắng xuống mọi người. Nên nhà bọn tôi tranh thủ đặt cho nhanh mọi người. Không kịp. Đặt được 7 cái rồi mọi người ơi. Còn mấy cái nữa. Hai đứa thì đứng ở đằng kia mọi người. Đang đợi hai anh em mình. Hai anh em mình thì đang đi tìm đường con chuột đi mọi người ơi. Đường con chuột đi chỗ nào mà mới thì đặt rồi. Cái một cái đây. Đặt ở đây một cái nữa mọi người. Đặt được 3 cái là con 13, đúng rồi, con 13 cái mọi người. Còn 21.
còn với 3 cái nữa. Lịch đang làm dấu mọi người. Thì này thì Lịch không làm dấu chứ thì Lịch làm dấu. Cái này thì mà quên thì mình phải xem lại clip mọi người. Quên chỗ nào anh em mình đặt thì phải xem lại clip mới tìm thấy được. Rồi. Xong 7-8. Bảy thứ tám thì ở rễ kia mọi người, chỗ cây kia mọi người, cái cây mà đứng đây trung tâm luôn mọi người, khoảng cách từ bảy kia tới đây, tới đây thì khoảng 20 mét thôi mọi người ơi. Nên em của mình đặt rất là gần luôn. Gần 7-8 mọi người ơi. Còn nhiều năng đi 3 giờ mà 5 giờ chưa hết rồi là sao luôn. 7 mọi người. Còn 13, 12 cái mọi người. Còn đi 13, 12 cái. Giờ thì nhà chúng tôi sẽ đi lên trên đôi kia mọi người. Để đặt 7 mọi người. Trời thì chuẩn bị lăn xuống rồi. Chúng em của mình đặt ở đây nữa mọi người ơi. À, hết 10 cái rồi, còn 11 cái. Để mọi người coi, đường con chuột đi mọi người. Rất là sạch sẽ luôn. Đây, lại tiếp tục đặt ở đây một cái nữa mọi người ơi. Là 11 cái. Còn thợ 7 cái chứ. Còn 10 cái nữa mọi người. Ở trên đây nhìn phía dưới kia rất là đẹp luôn. Phía dưới kia toàn là nhà mọi người. Nhà họ tiếp tục đặt ở đây một cái nữa mọi người, 52 cái. Đúng rồi, cái này đâu có to lắm. Hôm nay thì rất là nóng. Em của mình đặt ở đây một cái nữa mọi người, làm đến 3 cái rồi. Giờ còn sắn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là hơi to. 7 rồi à? 6, 6. 7, 7, 7. 5, 6, 7. 8 mình đã ở đây là hư rồi. Còn 8 cái mọi người. Một cái thì không đặt được thì hư rồi mọi người. Thế nào các bạn chị? Pol, cái pol, để bắt. Ở dưới kia là đường mọi người, đường để họ chở sắn mọi người. Họ đó, có người đang trong sắn mọi người. Mình chụp hình mọi người ơi. Chụp hình bà được này. Để cho của em mình để lấy ảnh mọi người. Lấy ảnh để đăng video. Rồi. Rồi. Yeah.
Được rồi mọi người. Cái hồng ăn đều ạ, sang con chuột này. Để lòng chiếm mọi người. Rồi, bảy thứ mấy rồi? Quyền cha mệt rồi. Mày cái chắc không biết đâu. Thì nếu mà bảy thứ mấy rồi à? Chắc là bảy thứ tư mọi người ơi. Được rồi, bảy thứ 14 rồi. Sáng mai đi thăm phải đi giống như mình đi buổi chiều nay mọi người ơi. Quá mệt rồi. Phải đi vòng từ chỗ mình đi, bắt đầu mình đi mọi người. Để mọi người coi. Để mọi người coi. Đây là phần con chuột mọi người ơi. Rất là to luôn. Có nhiều luôn mọi người. Kìa. Hay là cho mình đặt ở đây mọi người. Kìa, đừng lại nó mất. Đừng kìa. Kìa. Lại là cái. Đừng luôn bây giờ kìa ấy đâu. Ăn với đó mà tao thử một lần rồi. Mình cho em của mình đặt ở đây một cái mọi người ơi. Con này thì mình nghi là con chuột to mọi người. Nên mình cho em của mình đặt ở đây một cái. Rồi đợi sáng mai coi kết quả mọi người. Còn 5 cái nữa mọi người. Rồi, đi. Chắc chỗ này là được rồi. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ đi xuống dưới kia mọi người. Chỗ kia. Anh em chúng tôi sẽ đặt ở dưới kia mọi người. Ở đồi này thì đặt được 15 cái rồi mọi người. Ở đồi này thì đặt được 15 cái rồi. Ở xuống đồi kia. Đồi kia thì đặt được 5 cái thôi. Còn một cái thì hư hết rồi. Ai cả ai thiệt luôn. Thầy thì đang đợi ở kia mọi người ơi. Thầy không đi nữa mọi người. Thầy thì mệt rồi. Mình thì mình theo lịch với sơi mọi người. Thầy thì thầy không đi nữa. Thầy thì mệt rồi mọi người. Để mọi người coi áo của em mình. Toàn là dình cọ gì mình không biết. Đây áo của em mình luôn. Thế này thì mình đi đặt bẫy đối kia mọi người. Hiện tại thì anh em tôi đang xuống đối này mọi người.
Để mình coi. Rã ăn tầm nào. Toàn là phân mọi người. Phân con chuột. Đi thì mới mọi người. Hay là đặt ở đây một cái. Chắc là đặt ở đây một cái mọi người. Đây kia là một cái thôi. Ở đôi kia là 15 16, 17 rồi mọi người. Dưới là con răng ở chỗ đó 17 cái rồi mọi người. Tính cả này là 17 cái rồi. Em của mình đặt bẫy thì không làm dấu luôn mọi người ơi. Nên sáng mai thì phải không biết có nhớ hay không nữa. Ủa đâu lần của mình đặt ở đây mất cái nữa mọi người ơi. 58 cái rồi. Còn 2 cái nữa là hết. Rồi, đặt ở đây mất cái nữa mọi người ơi. 59 cái rồi. Còn 1 cái nữa là hết. Cái cuối cùng lịch cầm thì mình cho em của mình chơi đắt đại chỗ nào cũng được. Coi sáng mai mình nhà đi thăm thì có dinh không mọi người. Cái này thì mình đặt thì hên xui thôi mọi người ơi. Mình cũng chẳng biết chỗ nào là 100% là con chuột đi mà. Đây mọi người ơi, cuối cùng là ở chỗ này mọi người. Ở chỗ này thì đặt đơn giản thôi. Coi sáng mai có kết quả không mọi người. Thì sáng mai mình đi thăm thì mình quay lại cho mọi người xem. Rồi mọi người ơi, vậy thì anh em chúng tôi đã đặt xong mọi người. Thì sáng mai thì anh em chúng tôi sẽ đi thăm mọi người. Mong mọi người xem hết clip. Rồi nha mọi người, sáng mai thì mọi người cứ chờ đợi kết quả mọi người ơi. Coi có hên không. Rồi. Rồi tạm biệt nha mọi người. Hiện tại thì trời đã sáng rồi mọi người. Sáng hôm nay thì mình với em của mình với Lịch đi thôi mọi người ơi. Còn Thẻ thì không đi nữa. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ đi thăm bẫy mọi người. Ở đây là bẫy thứ nhất mọi người ơi. Thẻ đây. Ăn trà đi. Có dấu răng con chuột mọi người đang ăn. Nhưng mà không rình. Đây mọi người, đây là chuột của cậu Minh mọi người ơi. Lấy ra coi thử. Đây là cậu của Minh mọi người. Đợt trước thì mình gọi quay đi bắt ra chim cu ban đêm mọi người. Được 4 con chuột mọi người. Đây là bẫy thứ hai mọi người ơi. Không dính luôn. Thôi gỡ đi. Cái này thì mình quay thì bẫy của cậu Minh mọi người. Cậu mình thì đặt ở đây luôn. Nhưng mà dính được 4 con luôn. Không biết bẫy của anh em mình sẽ dính được không. Bẫy thứ 3 mọi người. Không dính luôn. Bẫy thứ 3 thì ở đây mọi người. Mình không kịp quay cho mọi người xem. Em của mình gỡ luôn. Cắt lửa bây là đã mà được cái đèn đã bên rồi. Thứ tư vẫn không dính luôn. Đúng, bẫy nào cũng không dính luôn. Rồi dính. Dính cục săn. Bẫy nào cũng không dính luôn. Đúng là mệt thật. Đúng là mệt quá. Rắn có chuột ăn thì rất là nhiều. Một con mọi người. Từ nãy đến giờ thì được một con này. Con này thì khá là to mọi người.
đây đã được tư. Mình cứ tưởng là không còn không có một con nào dính luôn, nhưng mà dính được một con. Chị biết để thăm còn mấy cái nữa là hết luôn. Đây là không dính nữa mọi người. Đây là bảy thứ mấy rồi à? Bảy thứ 9 rồi mọi người. Đây là bảy thứ 9. Lại không dính nữa mọi người. Bảy thứ 10. Cái này thì hên xui thôi mọi người. 71 mọi người. Con chuột này mọi người. Con kiến ăn hết mọi người ơi. Ăn hết long luôn. Đây. Đây là 7 thứ 11 mọi người. Con này thì không to lắm mọi người. Nhưng mà đã dinh cũng đã là hên rồi. Hên của 7 thứ 11. Ăn giúp con cá giòn. Rồi, được 2 con. Ở trên đây một cái nữa mọi người ơi, không biết có dính không. Dính không? À, dính còn nữa mọi người ơi. Đây. Đây mọi người, một con nữa là 3 con mọi người. Đây, lịch con. 3 con rồi. Tuyệt vời. Coi ở trên kia có dính không mọi người. Ôi, dính con nữa mọi người ơi. Ui, con này rất là to luôn mọi người. Đúng không? Đúng không? Ui. Con này thì con sóng luôn mọi người. Ui trời. Cái thì ăn. Này là sáng quá to luôn mọi người. Con lại chua đây, ở chỗ này thì dính một con rất là to luôn. Đây, thêm 10 con rồi. 4 con rồi mọi người ơi. Ôi, ở chỗ này thì được 4 con. Ở trên kia thì biết là mấy con nữa. Rồi, bỏ đi. Đi thăm tiếp. Ở trên đây thì một cái nữa mọi người, không biết có dính không. À, dính được một con nữa mọi người. Ui, đúng là hên thật. Đừng mà con này thì hơi nhỏ mọi người, nhưng mà cũng được rồi. 5 con rồi mọi người ơi. Chỗ này mình nghĩ thì không có con nào luôn mọi người. Đúng là mình không giỏi để không giỏi về tìm con chuột ở mọi người. Em của mình về lịch đêm thử 7 mọi người. Coi có thiếu không. 2 3 4 5 5 cái rồi. 6 bên nữa 12 rồi à? 13 14 15 16 16 16 thì ở đây là 15 cái. Một cái thì mình đi thăm dĩ kia mọi người, cái bẫy mà hư mọi người. Bẫy hư thì mình thăm rồi. Không còn dính. Ở đây là 16. 16 bẫy mọi người, đủ rồi. Ôi, ở đồi này thì rồi, ở đồi này thì được 16 bẫy mọi người. 16 bẫy chuột nhưng mà dính 5 con. Tiếp tục đi thăm ở dưới đồi kia mọi người. Đồi kia thì được 5 bẫy thôi. Bây giờ thì đi thăm thử mọi người. Chắc ở chỗ này thì hết chuột rồi mọi người. Không dính nữa mọi người. À dính à? Dính một con mọi người. Đây. Con này thì không to lắm mọi người, nhưng mà cũng được. Được một con là 6 con rồi mọi người. Đây, 6 con chuột rồi. Chỗ này một cái mọi người, nhưng mà không dính. Ui. Ui. Không dính. Ôi, hết.
bẫy của nhà mình thì được chừng này thôi mọi người. À, hết rồi. Đây mọi người. Được 6 con chuột mọi người. Em mình sơi thì 3 con cầm, còn lịch thì 3 con. Rồi, bây giờ của anh em chúng tôi sẽ tạm dừng ở đây mọi người. Còn chuột thì anh em tôi bẫy thì được 6 con thôi mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì cho anh em tôi xin một like, một đăng ký kênh để anh em tôi có động lực làm video mới mọi người. Rồi, bye bye mọi người.